Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Bảy cách cầm máu nhanh tại nhà khi bị thương. Trong sinh hoạt hàng ngày, bạn hoặc các thành viên trong nhà sẽ có nhiều lần gặp phải những chấn thương gây chảy máu từ nhẹ đến nặng. Dù vết thương ấy nhỏ hay lớn, bạn cũng cần có cách cầm máu nhanh chóng để tránh những rủi ro nghiêm trọng hơn. Thông thường, những vết thương gây chảy máu nhẹ có thể được sơ cứu tại nhà. Điều quan trọng là bạn cần biết cách cầm máu nhanh và an toàn. Bất cứ ai thực hiện các thao tác cầm máu cho nạn nhân đều phải rửa tay thật sạch sẽ trước khi bắt đầu, nếu có thể. Người thực hiện nên đeo găng tay cao su trong suốt quá trình sơ cứu. Sau khi cầm máu cho vết thương, bạn hãy đánh giá mức độ nghiêm trọng của chấn thương bằng trực quan để biết có nên đưa nạn nhân đến bệnh viện nhờ bác sĩ can thiệp hay không. 7 cách cầm máu nhanh nhất bạn có thể thực hiện ngay tại nhà. 1. Làm sao để cầm máu, giữ chặt vết thương. Nếu muốn biết làm sao để cầm máu khi bị thương, bạn hãy giữ chặt vết thương trong vài phút. Cách cầm máu nhanh này phù hợp với những vết cắt nhỏ như đứt tay, chảy xước để áp dụng. Bạn hãy dùng một miếng vật liệu y tế sạch và khô như băng gạc, bông gòn hoặc khăn vải mềm đặt lên vết thương. Sau đó, dùng hai tay ấn mạnh vào miếng vật liệu, giữ chặt cho đến khi máu ngừng chảy. Bạn cần giữ chặt vết thương cho đến khi đảm bảo nó đã không còn chảy máu nữa. Việc gỡ miếng gạc ra kiểm tra quá sớm có thể làm ảnh hưởng đến kết quả của cách làm này. 2. Cách cầm máu nhanh tại nhà. Nâng cao vùng cơ thể đang bị thương, giảm lưu lượng máu cũng sẽ giúp bạn cầm máu vết thương. Vì vậy, nếu có thể, bạn hãy nâng cao khu vực cơ thể đang chảy máu. Nếu chấn thương xảy ra ở tay hoặc cánh tay, bạn chỉ cần nâng nó lên trên đầu. Trường hợp chấn thương xảy ra ở chi dưới, bạn hãy nằm xuống và nâng vùng ảnh hưởng lên trên mức của tim. 3. Cách cầm máu nhanh bằng đá lạnh. Chườm đá lạnh vào vết thương sẽ làm các mạch máu co lại, từ đó, nó cho phép cục máu đông hình thành nhanh hơn bình thường. Do vậy, cách cầm máu nhanh tại nhà bằng đá lạnh được nhiều người tin tưởng áp dụng. Tuy nhiên, điều cần lưu ý là bạn không được đặt viên đá trực tiếp lên vết thương trong lúc cầm máu. Thay vào đó, bạn hãy bọc viên đá trong một chiếc khăn vải sạch rồi chườm nó lên vết thương. 4. Cầm máu vết thương bằng trà xanh. Trong trà xanh có chứa tannin, chất này có tác dụng cầm máu vì chúng đẩy nhanh quá trình hình thành cục máu đông. Hơn nữa, tannin cũng đóng vai trò như một chất làm xe khiến mạch máu co lại. Một tác dụng khác của chất tannin trong trà xanh là sát khuẩn. Tannin hoạt động như một loại thuốc sát trùng tự nhiên tiêu diệt vi khuẩn để giữ cho vết thương không bị nhiễm trùng. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0 cầm tay chỉ việc một kèm một hotline tư vấn khóa học 18006223 website duyanhweb.edu.vn. Để cách cầm máu vết thương bằng trà xanh phát huy công dụng cao nhất, bạn hãy làm lạnh túi trà trước khi đặt nó lên vết thương. 5. Dùng chất nhờn để cầm máu nhanh tại nhà. Làm sao để cầm máu? Nhiều loại mỹ phẩm, bao gồm son dưỡng môi, dưỡng da hoặc các sản phẩm Vaseline có chứa thạch dầu. Đây là hỗn hợp gồm nhiều loại dầu và sáp tạo nên chất nhờn có khả năng bảo vệ da. Cách cầm máu bằng chất nhờn phù hợp với tình trạng chảy máu từ vết cắt nông. Sau khi sơ cứu cầm máu, bạn hãy lau khô da và làm sạch vết thương bằng nước muối sinh lý hoặc oxy già. 6. Cầm máu vết thương bằng nước súc miệng. Chất cồn có trong nước súc miệng hoạt động như một chất làm xe. Khi dùng nước súc miệng bôi vào vết thương, bạn sẽ giúp quá trình đông máu diễn ra nhanh hơn. Ngoài ra, acid amino caproic trong nước súc miệng có khả năng ngăn chặn tình trạng chảy máu trong miệng do những tổn thương nha khoa. Vì thế, cầm máu bằng nước súc miệng cũng là cách làm hiệu quả, nhanh chóng. 7. Dùng thuốc chống mồ hôi cũng là cách cầm máu nhanh nhất. Nhiệm vụ chính của các loại thuốc chống mồ hôi là làm cho các tuyến mồ hôi co lại, giảm tần suất tiết mồ hôi. Tương tự, nhôm clorua trong chất chống mồ hôi cũng có thể làm co thắt các mạch máu để vết thương ngừng chảy máu, ngăn ngừa nhiễm trùng sau khi cầm máu vết thương. Ngay cả khi vết thương đã ngừng chảy máu, điều quan trọng là bạn phải giữ sạch vết thương để ngăn chặn nhiễm trùng. Lúc này, bạn có thể rửa sạch khu vực tổn thương bằng nước mát và xà phòng sát khuẩn. Bạn lưu ý không nên để xà phòng tiếp xúc trực tiếp với miệng vết thương. Nếu cần phải dùng nhíp để loại bỏ dị vật hoặc mảnh vụn bên trong vết thương, bạn hãy làm sạch nhíp bằng cồn y tế trước khi sử dụng. Khi nào cần gặp bác sĩ, hầu như tình trạng chảy máu từ vết thương nhỏ hoặc chấn thương nhẹ đều sẽ ngừng lại sau khi bạn cầm máu đúng cách. Tuy nhiên, có một số loại chảy máu có khả năng đe dọa đến tính mạng. Khi gặp những sự cố sau đây, nạn nhân cần đến bệnh viện cấp cứu ngay lập tức. Máu không ngừng chảy ra từ vết thương bất kể bạn đã áp dụng nhiều cách cầm máu khác nhau, chảy máu từ chấn thương làm ướt đẫm quần áo hoặc thấm đẫm băng gạc. Chấn thương làm mất toàn bộ hoặc một phần của bộ phận nào đó trên cơ thể, người bị chảy máu bị ngất xỉu hoặc bối rối, mất tỉnh táo. Sau đó, ngay cả khi máu đã ngừng chảy, nạn nhân cũng cần được gặp bác sĩ nếu vết thương cần phải khâu lại. Bụi bẩn, mảnh vụn hoặc dị vật trong vết thương không thể loại bỏ, có dấu hiệu nhiễm trùng, vết thương do động vật hoặc người cắn. Không tiêm phòng uốn ván trong 5 năm, mất máu là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu khi một ai đó gặp chấn thương.
Do đó, nếu biết cách cầm máu nhanh nhất, bạn có thể cứu sống chính mình hoặc giúp một ai đó tránh khỏi rủi ro, bảo toàn tính mạng. Tuy nhiên, hầu hết các trường hợp chảy máu từ vết thương nhỏ, nhẹ có thể được sơ cứu đơn giản tại nhà. Bạn chỉ cần đảm bảo các nguyên tắc sát trùng trước khi thực hiện sơ cứu và sau khi áp dụng cách cầm máu để tránh nhiễm trùng. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn.